các bạn đến với kênh đào tạo tin học trực tuyến miễn phí của chúng tôi. Các bạn có thể truy cập vào địa chỉ này youtube.com/đào tạo tin học online để có thể theo dõi toàn bộ các video hướng dẫn về tin học văn phòng cũng như là các tutorial về tin học văn phòng rất bổ ích. Trong khi xem video thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ở phía dưới video hoặc nút subscribe ở phía dưới video để đăng ký và theo dõi các video hướng dẫn của mình hàng ngày. Trở lại với nội dung video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chèn URL vào trong Excel hay là cái kiểu chữ đặc biệt vào trong Excel. Thì để làm được điều này các bạn làm như sau: các bạn vào tab insert, sau đó các bạn chọn URL, sau đó các bạn chọn một kiểu chữ mà mình mong muốn. Giả sử như mình chọn kiểu chữ này chẳng hạn, thì khi đó thì Excel sẽ đưa ra cho ta một khung và một cái chữ mặc định là do text here. Các bạn có thể gõ chữ khác vào đây, ở đây mình sẽ gõ là bài 14. Cỡ chữ mà các bạn có thể cho nhỏ hơn, ví dụ ở đây Excel là một định 54, mình có thể cho nó là 40 chẳng hạn. Các bạn có thể kéo ra một cái vị trí mà mình mong muốn bằng cách là các bạn đưa con chuột chuột lên cái khung này, để làm sao con chuột chuột xuất hiện phím 4 mũi tên, thì các bạn giữ chuột trái và các bạn kéo đến vị trí mà mình mong muốn. Ví dụ mình muốn đặt ở vị trí này chẳng hạn, các bạn có thể kéo độ rộng cái này, khung này ra. Trong trường mà các bạn muốn trang trí thêm cho cái kiểu chữ này thì các bạn có thể vào cái tab format và các bạn có thể chọn khung cho nó, độ tạo viền cho nó này chẳng hạn, hoặc là còn rất nhiều cái lựa chọn khác. Các bạn có thể vào đây, các bạn thấy các bạn dây qua thì Excel nó hiển thị luôn cho chúng ta. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là tạo cái hiệu ứng 3D chẳng hạn. Các bạn nhìn đấy thì cũng đã thấy cái thay đổi. Mình chọn 3D kiểu này chẳng hạn. Hoặc là các bạn cũng có thể là bôi màu cho cái khung của chúng ta, vân vân. Và có rất nhiều kiểu trang trí mà các bạn có thể chọn. Như vậy là ở video ngày hôm nay thì mình đã hướng dẫn các bạn là cách chèn URL vào trong Excel. Thì hy vọng ở video này sẽ giúp ích cho các bạn chưa biết cách chèn URL, thì các bạn có thể qua video này các bạn có thể chèn một cách thông thạo. Thì trong xem video thì các bạn hãy nhớ nút đăng ký để theo dõi video của mình hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video ngày hôm sau.